xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Trời các bạn ơi, Phước đi lên Sài Gòn mấy ngày bắt đầu về nè. Hay giờ mấy cây này nó mấy cái cây này là mấy cây mướp nữa nha các bạn. Nó lên hết trơn rồi nè. Đó mướp nó mọc ra hết trơn rồi nè. Thấy chưa các bạn? Rồi mấy cây này nó trổ bông luôn nè. Hay giờ không có trồng trọt tới gì cho nó trổ bông luôn rồi. Ồ quá trời luôn, các bạn coi mấy dây bầu nè. Ồ nó bò lên tới nóc nhà luôn rồi, tới mùng luôn rồi, trở lại. Nó dính luôn, nó quấn vô cái nóc mùng mà. Bây giờ mình làm cái vàng để cho nó bò mới được các bạn ơi. Quá trời các bạn thấy không? Nó bò đi Sài Gòn mấy ngày nó bò vậy đó. Giờ mau mau để tưới nước nó cái đi, rồi tính sao. Ôi giời à. Đó là mấy cây ớt nè các bạn ơi. Bắt đầu bây giờ nó mới phát triển nè ha. Ừ, bây giờ nó phát triển giùm tưới phân cho nó. Có vô hết đó hả? Ủa đi vòng không bộ ơi? Mô tô nè. Còn còn để con lấy rượu đi, mình uống rượu đi đã. Ừ, uống rượu đi. Rượu chuối ngon lắm. Cánh gà chiên nước mắm. Chiên nước mắm quá hấp dẫn. Rồi, rồi mời các bạn dùng tiệc với Phước nha. Đây là chợt nè, với chú Nhàn là bạn già nè, bạn học vô chơi á. Đừng có quay cái gì. Đây này các bạn ơi, mời các bạn dùng thử thử với chú Nhàn. Chợt. Đúng rồi đó. Đã không? Vô các bạn ơi. Vô chú Nhàn ơi. Ngọt ngọt vậy dễ uống hả? Con chơi rượu ngon quá, bởi vì con uống này cũng khoái uống bia nữa chật, ngon. Bia uống gì? Chật làm ngon quá phải quay mới được. Đây là các bạn ơi, hôm nay chật ghé vô đây để làm đồ ăn, mua đồ vô nấu để cho cháu ngoại ăn nè. Đây chật. Tôm. Hello chật. Thôi được rồi. Đây nè, tôm chiên ha. Chiên bơ hết, chiên bơ đó hấp sẵn chưa, thôi ăn cơm thôi đó. Mời các bạn ăn cơm, ăn xong rồi bắt đầu có chương trình nữa, đi ra ngoài chợ đi thăm bà chợ con đi. Dắt cho Bảo Vy đi thăm bà con rồi mời các bạn ăn cơm với Phước các bạn ơi. Ok, ra chợ đưa con gái mình đi vòng vòng tham quan ở chợ Vĩnh Thuận chơi ha.
À, ok, hai Sài Gòn đây ha. Let's go. Hello, hello các bạn. Hiện giờ là Phước đang đứng ở trên cái cầu treo này các bạn ơi. Mỗi lần đi ra chợ là Phước đi ngang cái cầu treo này nè. Thấy không? Đó, nghe chuồng nữa không? Đây đang hướng này đi ra chợ nè các bạn. Ok, rồi bắt đầu mình đi nha các bạn. Đây chiếc tàu này quá lớn. Ok, chạy chạy đến Vinh kìa. Cũng hùng vinh luôn cái cầu luôn hết ta. Mày có điện lưới mặt trời nữa kìa. Tàu vừa chạy vừa phát điện. Hello các bạn, Phước xin mến chào chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì đưa cho mà con gái của Phước đi thăm ông ngoại, nhà của ông ngoại của con mình ha. Ok, bây giờ chạy nha, xe tới rồi nè các bạn ơi. Ok, bây giờ mình bước vào bên trong xe tới là ông nuôi chó quá nhiều. Cưng lắm. Cưng lắm. Chó này cưng quá. 2 tuổi. 1 tuổi rồi. 1 tuổi ra hả Trạch? 1 năm rồi. Đã. Rồi để con lấy ra. Rồi vô vô. Vô ra đi được. Rồi rồi. Ủa con chó nào nó đẻ vậy Trạch? Bắt ra nha. Có này nè. Trời trời nó đứng trên cái bàn kìa, đứng kìa. Đó. Ê, yeah. Con chó đen nó đẻ vậy đó. Đen nó đẻ ra chó trắng. Ừ, ngủ. Đó vậy. Đã chưa? Được được. Bắt lại đi. Có gì đó nè. Đó. Làm mấy con được mấy cái vậy hả? Được 2 cái. 2 con đực con cái vậy hả? Ừ, con cái nè, con đực nè. Vậy là hai con đực. Ừ. 2 con boy, 2 con gơ. Ừ, chó mẹ nó màu đen. Con chó mẹ đen thui à. Nín mớm cho nó mớm luôn cái ghê chứ. No. Thôi, đừng làm gì la, tôi giữ vậy. Trời, chạy nuôi nha, bao nhiêu con mà. Bao nhiêu con vậy chạy? Chó đó nó sợ vậy, nó chạy nhảy xuống dưới lệ luôn nè. Ồ, cái khu vườn của trời nó khổ quá trời. Tại miếng đất này là định bán cho nên không có trời đóng nó không có làm cỏ để tự nhiên luôn, không trồng mà mai trắng đâu quá nhiều rồi. Thôi ra bông cha. Mẹ nó đó. Khoai tây không sao đâu, nó chưa biết đi có mấy ngày không? Nó đẻ có 2-3 ngày à? Vậy đó hả dạ? Ừ. Rồi, chưa mở mắt ra hả? Chưa. Lớp vậy đã. Ơ nó buồn quá kìa. Ừ. Ừ. Ở đây nó ra. Không đâu, nó không cắn đâu. Cái này nó có con lắm. Khoai tây. Nó tên khoai tây. Để có 3 con hả Trần? 3 con à. Ừ, mà để ai coi chó trắng. Ừ, chó trắng không biết sao. Có chó đực trắng không? Có luôn á. Có chó đực trắng hả? Ừ. Hàng chi rồi nó lai giống cha nó không ha? Xách xe chút con đi rồi đặng ăn. Giờ đem vô ha. Rồi đem vô đi ra đây con. Mình đi. Ha, dạ. À Phước xích buổi sáng mình ra mình ngắm cây rồi ha. À, đã đời luôn ha. Đó, Phước xích rồi đó. Đó, 2 cây này Phước mua bữa hôm Phước trồng nè các bạn. Ngon lành chưa? Đó, sáng ra ngắm hoa, ngắm bọng rồi ha. Cái cây này nó thơm mùi ổi lắm nè các bạn. Rất là thơm luôn. Cái mùi ổi sao là nó vậy đó. Còn mấy cây mùi quế này nữa nó thơm. Trời, Phước thích trồng mấy cây này nè. Nó thơm. Rồi để Phước cho cái dây mồng tơ này nó bò lên cái hàng rào này đi. Để mình có lá mình hái mình ăn. Cái này đâu có trồng đâu các bạn. Nó tự nó lên ên nó thôi. Đó thì mình cho nó bò bên kia cái cây mùi quế này nó không ảnh hưởng. Sao nó quấn kiểu này là ai chịu đời cho nổi.
Đó, cái này cũng giống như cuộc sống mà mình gửi thân vào cái cây khác nè, mình dựa dẫm vào người ta là mình người ta mệt lắm nha các bạn. Đó, con người cũng vậy. Cái mầm tơi này nó dựa vô cái cây mệt quế thì cái mệt quế nó mệt lắm, bởi vậy mình sống mình phải tự lập tự cường mới được. Dựa dẫm vào người khác là không có được. Ok. Đó, chuối rồi chưa có trồng nữa các bạn ơi, những cái cây này Phước còn chưa có trồng nữa nè. Tại vì cỏ quá Phước không biết làm sao đây. Bây giờ không còn, không có ai để làm, mình mướn để làm chứ không biết nữa. Đi chạy xe ôm, đi Bình Dương rồi hết trơn rồi, đâu có ai mà chịu ấy đâu, cắt cỏ cho mình. Thôi bữa nay mình quyết định phải đi chợ Kinh Hai mình mua cái máy xới về mình xới. Xới cỏ, tự mình làm luôn các bạn ơi, ngày nào rảnh bao nhiêu làm nhiêu vậy đó. Đó, ở đây nè, trồng mía, lên mía luôn rồi các bạn ơi. Cây mía lên rồi nè, đó, mình dâm ở đây để cho nó lên. Nó lên rồi, bắt đầu mình mới đem ra mình trồng ha. Đó, mình bỏ đây cho nó lên. Ở đây phân xong nè, rồi Phước còn cả ngoại đào phân vô nữa. Trộn với, nó phân mình trộn với ba cái sơ dừa nằm trồng nè. Trời ơi, nó tốt khủng khiếp luôn. Rồi gì nữa các bạn biết không? Phân yến đây nè, phân yến của Phước nè, một bao luôn nè. Ở ngoài kia còn một lu nữa kìa. Đây, cho khoe với các bạn cái vấn đề này. Phước chia sẻ với các bạn vấn đề này ha. Mình nếu mà mình có phân yến á thì mình đây là bữa ẩm Phước bỏ vô đây chừng khoảng nhắm chừng khoảng 5 lít đi, 5 lít phân yến vô một cái cạp này. Cái mình đổ nước vô. Nó hôi lắm nha các bạn, nó mùi thúi lắm. Mình đổ nước vô đầy cũng được, rồi cái mình đậy nắp lại, đừng cho nó bay mùi thúi vậy chứ. Thì mình để đó chừng khoảng 5 ngày thôi, bắt đầu mình pha với 50-50 vô cái bình này nè, vô cái bình búp sen này nè, mua cái bình này, không biết bữa hôm Phước mua nhiều. Mình đổ nước vô 50% nước, 50% cái gì nè, cái phân này nè, mình tưới, cây tốt lắm các bạn ơi, không cần mua phân bón vậy chứ á. Đó, các bạn thấy Phước tưới không? Những cái cây này nè. Trời ơi, này mình bỏ đại gì mà nó lên đẹp quá kìa. Cái này bữa hổm lên nhà của cậu cháu mình xin á. Còn cái rau gì nè, rau. Ôi quá trời, nó lên tự động, nó lên Việt Nam trồng trọt, thấy đã quá các bạn ơi. Mình còn xử lý cái chậu này nè, chưa làm được nữa nè, nhiều chuyện để làm quá trời luôn. Nhiều chuyện để làm lắm. Phước thích cái cây này quá. Cái cây này tại sao có không các bạn, cái rễ của nó đẹp quá nè. Cái rễ bộ đế của nó đẹp quá, đẹp luôn đó. Hai cây ha, bây giờ nó phát triển mạnh này nè các bạn, nó mọc ra cái lá xanh này nè, thấy không? Đó, nó vừa có xanh mà vừa có đá nữa, giống như đá vậy đó. Rồi còn hai cái cây này á, là Phước mua hồi lúc mà Phước mới về á, mới về Việt Nam cái ngày đầu tiên về luôn, trên Sài Gòn về bắt đầu sẵn xe đó, Phước mua Phước thảy lên luôn. Cái này một cây như cũng 200.000 cây, còn cây này 250. Đó, cây mấy cái bông giấy này thì nó nhiều cái, nó ghép nhiều cái màu á các bạn. Đây nè, nó phát triển, nhìn cái nhánh này là biết rồi nè, lá non mơ mướt nè, còn mấy cái lá này lá dài các bạn. Cái này mới là non nè, xanh đậm luôn nè. Đó, bón phân vô nó ra xanh đậm luôn á, chữ văn thiệt á. Còn cái cây ổi này thì đứa em mình nó cho. Rồi sao cô? Cô này sắp đẻ rồi nè, cái bụng bự dữ rồi. Bự rồi nha, bự rồi chứ, này không biết đẻ mấy con đây, lần đầu tiên đẻ nha. Rồi có người đặt cọc một con rồi, ông Trạch cũng đặt một con rồi, cho mình cho ông Trạch một con. Còn có ai mà muốn nuôi mèo thì bình luận cho Phước nha, Phước sẽ cho hết trơn á, để lại con cô mẹ này nuôi thôi. Tại vì nuôi Phước đi du lịch hoài các bạn ơi, nuôi không có sợ đâu, cũng mệt mỏi lắm. Đây nè các bạn ơi, đây là cái cây mà bông trang dây nè các bạn.
thì những cái chậu này là Phước có trồng cái này hết trơn, cái giống như đá, cái cây gì này, thạch đá, đá giống như thạch vậy đó. Phước thích cái màu đó đó, trồng ở dưới gốc để nữa nó có dưới gốc, nó trang trí cái gốc luôn nha các bạn. Thì bây giờ là cái cây này nó bò lên rồi nè các bạn, nó leo lên rồi nè. Cái này là trang dây đó, nó leo lên rồi, phát triển tốt lắm đó. Phước này cũng có tay trồng lắm đó, có tay trồng cây lắm đó, bởi vì số cực mà. Đó, rồi bắt đầu mình đây cái cây bên này, tham khảo cái bên này kìa. Đó, bên này là cái cây giống như là sen đá vậy đó ha. Đó, mình trồng một những cái gốc cây nó có cái đó. Rồi nó bứng ra mình chứ ra những cái gốc mấy cái chậu mình trồng hết các bạn ơi. Đó, bây giờ nó bò lên nè các bạn, nó nhanh không? Rất là nhanh luôn á. Cái này không bao lâu đâu, cả năm là nó bò hết cái cổng này rồi các bạn ơi. Đó, tranh thủ mùa mưa này mình trồng. Thì cái chậu ở trong này á là của chị ba mình cho nè. Hai chậu này Phước định đem ra phía trước nè, Phước trồng. Thì bây giờ là không có, Phước bận quá không có người để ấy, để kêu thằng ấy nó xuống rồi. Điều này mình xuống nó làm, bữa nay chẳng mưa quá không biết ấy nè. Chẳng mưa quá làm sao nó làm được. Xuống nó tiếp nó phụ cái này, nó làm cỏ với phải nhờ nó xuống nó làm cỏ với cái vụ mà ấy này mới được. Vì bầu trời các bạn thấy chuyển mưa không, hôm nay chuyển mưa, sáng sớm chuyển mưa quá, gió quá trời luôn. Sáng xuống ngồi với mấy trong này gió, bữa nay ơi mưa rồi các bạn ơi, mưa nhưng mà mưa này không lớn đâu các bạn ơi, mưa không lớn, mây nó tan hết rồi, gió nó thổi về hướng này thì sẽ mưa nhưng mà nó tan hết rồi. Ok, đi lên trên quay cái cảnh trên cầu mới đẹp. Trời đất ơi, chuyện mưa này các bạn, mưa. Rồi sáng nay chuyện mưa mà mây nó trôi qua đây hết trơn rồi, chắc khu vực này không mưa các bạn ơi. Thì mình tranh thủ một chút nữa mình sẽ đi chở con gái mình, nó đi chợ, đi lên cái hướng trên rừng này cho nó biết cái chợ trên rừng này coi như thế nào ha các bạn. À, bây giờ nó ngủ thì mình nấu cháo, chị ba nấu cháo rồi sẵn mình vượn qua rồi, bây giờ là mình chỉ nấu luộc cái hộp trứng, hộp gà, trứng hộp gà muối á, luộc trứng muối và cái gì nữa, cái khô, khô cá lóc đó. Bây giờ để mình vô mình coi, coi con gái mình thức chưa để chuẩn bị hai cha con ăn cơm. À quên nữa, đây gọi cho các bạn xem luôn cái bầu của mình trồng hổng gài đó các bạn. Đây cái bầu này, bầu Canada đem về đó, bây giờ nó lớn rồi đó các bạn, nó bò nè, thấy không. Từ cái thời giai đoạn đầu tại sao Phước để trong cái mùng các bạn biết không, tại vì là nó sẽ bị con gầy nâu nó ăn cái lá, thì cho nên Phước mới để trong cái mùng. Bây giờ Phước cho nó bò lên đây thì Phước sẽ tiến hành làm cái màn, làm cái lưới đó các bạn, mua lưới mình kéo lên đây, cái lưới mũ á đó, đó là cái dàn bầu để cho nó che má cái cửa sổ này luôn, nắng đừng có gọi vô luôn. Thì lúc trước là tính làm bên kia nhưng mà thôi giờ đổi hướng qua bên đây rồi. Đổi hướng qua bên này đó các bạn thấy ha. Đó, Phước trồng trong chậu, Phước thích trồng chậu, mình giải quyết, mình kiểm soát được cái lượng nước đó các bạn, lượng nước, lượng phân đồ này kia mình có thể mình tưới, mình điều chỉnh được. Có những cây ở dưới này nó vô dụng, mình những cái lá này mình bỏ, mình hái bỏ nó đi nè các bạn thấy không, cái lá nó cũng có ảnh hưởng một cái gì nè, sâu cái gì nè cũng ảnh hưởng lắm á, không phải là không đâu nè, cái lá đây đây nè đó, mới đây ảnh ra nè, thấy các bạn thấy không, mây hả bưởi để mua thuốc về xịt nó mới được, chết rồi nè, nó ăn hư lá người ta hết trơn nè, đó là chỗ này không trong mà này lợi hại lắm các bạn thấy không, ghê quá, bắt được con ha, mây hả bưởi
chết mày chưa. Cây nào mà nó cái lá nó có hiện tượng như vậy đó các bạn, mình tới mình kiểm tra nó. Để hôm nay Phước sẵn đi chợ, Phước mua cái đi chợ trên rừng, Phước hỏi thăm, Phước mua cái thuốc để xịt luôn. Nghe người ta nói là một bịch như vậy có mấy ngàn à, xịt nó sợ nó không dám tới. Thôi trời mưa rồi các bạn ơi. Ây da, có con mèo nữa nè. Con mèo này con gái mình đó, nó gặp nó thấy. Hello hello, con mèo này mèo đực. Hello con, vô đây vô đây, vô vô vô. Con đi đâu vậy? Trời ơi, mày quan của ai kìa, mà không thấy không? Vô đây vô đây con, vô 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 đây, tao nuôi mày luôn. Vô, trời mưa rồi con ơi, trời mưa rồi, vô vô. Con mèo đực á, vô. Trời mưa rồi, đi đi vô nhà đi. Thôi để cho nó vô các bạn ơi, mình lầm quá nó không dám vô. Còn ở đây nữa, ở đây quên khai với mấy các bạn, ở đây mình có nuôi mấy con gà, gà đông tảo nè các bạn ơi. Đây mấy gà đông tảo bữa mình mua. Trời mưa rồi các bạn, Phước nhìn trời là Phước biết sẽ mưa thôi, nhưng mà mưa này không lớn đâu, mây nó tan nó kéo qua ngoài chợ Vĩnh Thuận hết rồi. Ngoài chợ Vĩnh Thuận thì mưa nhiều, còn ở trong đây thì mưa nhỏ thôi, mưa giống như tưới cây vậy thôi, cũng hay cho cây cối nó tốt các bạn ơi. Thì ở đây mình để bô tạ trong này thì mưa chắc nó cũng không có tạt đâu. Mưa nhỏ thấy chưa các bạn, nhìn bầu trời là biết rồi, lúc nào mà mây đang kỉnh hết trơn là mưa dữ lắm. Họ mấy cây dừa này Phước về Phước tiệt ấy lên bắt đầu ha, rửa gái rồi nó chặt nhánh chặt đồ nó cho nó sạch sẽ để cho chuột đừng có lên phá nó đó. Thì cây nó tốt, tươi tốt thì trái ngon thì mình có trái mình ăn đó. Mình bỏ quăng phế thì cái gì mà còn các bạn đó. Người mà bỏ quăng phế cũng tiêu nữa, phải chăm chóc rồi mới được. Ok, phải bảo dưỡng rồi nghe các bạn đó, cho nên mình phải bảo dưỡng mình. Ok rồi, vậy đi nghe các bạn ơi, bây giờ vô trong nhà kiếm gì ăn thôi. Cháo, ăn cháo rồi chút đi ghe mua cái thuốc để xịt mấy con gầy nâu này luôn, ghê quá. Trời mưa rồi các bạn ơi, các bạn thấy trời mưa không đó, cái chiếc xe người ta chạy qua trả lời đó. Mưa buồn mây rơi trên biển xưa âm thầm, em giờ đã ra đi mù khơi phương nào. Lạnh quá các bạn ơi, trời mưa cây xài nó ngã luôn rồi các bạn ơi. Đó, trời mưa rồi các bạn ơi. Tăng lên tăng tăng. Ai da đồ nhiều tùm lum. Bây giờ mình sẽ gọi con gái mình thức dậy để ăn cháo. Đó, bây giờ đây nè các bạn ơi, bên bếp là Phước bắt đây chỉnh timer sẵn nè. Mình chỉnh giờ. Mình luộc mình khoảng cái hộp con vịt muối này khoảng 25 30 phút nha các bạn, 25 30 phút. Đó. Bây giờ mình lóc cái này lại, nó đèn nó chớp ở đó là nó lóc lại, người ta lỡ mà có đụng tay vô nó không có mà nóng lên nha các bạn. Đó, bây giờ cái hộp dịch xong rồi nữa các bạn ơi, cái lò nướng đây là Phước bỏ con cá lóc Phước nướng ở đây thì Phước để 15 phút thôi các bạn. Em cứ ăn thử một miếng cho nó ra làm sao nha, nếu mà chưa được mình bấm tiếp. Mình sáng mình ăn cháo trắng với khô cá lóc, vịt muối đó. Bấm mình cái này cho nó nóng thêm 5 phút nữa. Nhiều quá nó bị khô, khô mà nó bị khô nữa, còn gì ăn ha.
Đây các bạn ơi, còn ở phòng ngủ này bỏ trống nữa nè. Thì cái này để khách là lại ngủ. Còn cái phòng này tại không có cửa sổ, gái mình nó không thích. Hello, hello. Hello. Thức chưa con? Con thức chưa? Ủa, cái tắm máy lạnh không được hả? Đâu, đưa đây ba coi coi. Hello các bạn ơi, buổi sáng thì Phước đi ra tập thể dục rồi tưới đi ra chăm sóc mấy cây rồi cho cá ăn đồ các thứ. Bây giờ là đồ ăn có sẵn cho rồi, bây giờ mới kêu con gái thức dậy ăn. Đó, đây nè hai cha con ăn cháo trắng. Con cháu rồi bắt đầu đi qua bên dắt con gái qua bên mộ để đốt nhang bên mộ cho ông nội bà nội nha các bạn. Đó. Rồi mời các bạn dùng cháo buổi sáng với Phước và con gái nha các bạn ơi. Cháo nha các bạn. Ừ. Thì con gái mình nó không có thích mà lên hình ở camera. Cho nên nó là Phước bày Phước thôi nha. Ok, let's go. Hôm nay trời mưa lớn dữ rồi nè, nước nó ngập hết trơn nè. Ai da, mấy dây bò mình nhờ mình chim lên cho đó cao chấm thôi là cũng tiêu rồi, nó ngập hết đó. Mưa thì nước thì thôi luôn rồi các bạn. Trời nước nè. Này nó đâu mà nó ở đây mình không biết nữa, nó giữ vô đây luôn. Nó sắp vô cây này, rồi cây này nó mới chảy xuống. Mưa quá trời các bạn ơi. Mưa lớn quá trời luôn á. Ok. Ăn hoài à. Ăn nữa không? Cái bụng giờ trời, cái bụng nó bự quá, con nó đá trong bụng nó vậy. Muốn thì con đi vô nhà ha. Vô nhà. Trời lạnh rồi, vô nhà đi. Hello, hello, Phước Vinh xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì Phước đưa cho con gái Phước đến ngôi nhà mồ để mà đốt nhang ông bà nha các bạn. Đó, nó đi vô rồi, nhà này nó cũng gan lắm. Bây giờ Phước đi, Phước cắt mấy cái nhánh này để vô Phước cúng đó các bạn. Đó, nó đi vô trong. Đây nè mấy cây này bữa hổm Phước trồng nè các bạn, bây giờ nó sống rồi đó. Rồi đây cây khế nè, hai bên là hai cây khế. Có trái đó con. Đây nè, con thấy không? Con muốn quay. Rồi con cây vô con để ba cắt cái bông cái rồi cho con đốt nhang ha. Đốt nhang ở đây là ông nội nè. Ông nội cái con. Bên đây là bà nội. Ủa? Ai nói chuyện gì? Bên kia hả? Rồi bên này nữa, ba giới thiệu bên này luôn con. Bên đây là ông Cốc là ba của ông nội. Nhưng mà ông Cốc họ Đỗ nè, ok. Ở Văn Hòa. Còn ở đây là bà Cốc ha. Là vợ của ông Cốc. Đó. Là má của ông nội. Đó. Ok. Rồi bên này là bên đây là má của bà Cốc này, cốc á, là lớn hơn bà Cốc nữa, má của ba. Bên kia là Nguyễn Thị Dung, này là má của ba, hay con kêu bằng bà nội, con kêu ông nội. Còn bên đây là ông Cốc, bà Cốc. Còn cái này là má của bà Cốc nữa, mà má nuôi thôi. Ừ, đó là má ruột của bà Cốc á. Sinh ra lúc bà Cốc 3 tháng tuổi là mẹ mất rồi. Rồi bà Cốc sống có người nuôi nè, bà Cốc này nuôi. Cho nên nó là
có ơn nghĩa, cho nên ông nội con mới đem cái hài cốt về đây để chôn cất luôn. Còn bên này, đây là bên đây là coi như là chú Út, là con kêu bằng gì ta, ông chú, là em của ông nội con, em Út Đỗ Bạch Long ha. Đó. Đó, bây giờ con của mình nó cũng không có biết giái gì, các bạn mình đốt cái nhang cho nó lấy, con không có biết. Nó không cho quay phim luôn. Thì bây giờ con lại con cầm nhang đi, bà tắt máy quay phim ha. Rồi tắt nè. Rồi bà, để nó bắt mình để điện thoại xuống nó mới chịu các bạn ơi. Thì bây giờ Phước cho nó qua nó tham quan cái mộ của ông nội bà nội, ông Cốc bà Cốc của nó ở đây. Rồi bây giờ là nó cho nó đốt nhang, nhưng mà tắt camera nó mới chịu, nó không muốn lên hình, nó thông cảm với các bạn. À, rồi ba quay ra ngoài nè, con đốt nhang đi. Thì con biết nói gì đâu hả? Hello. Rồi hello các bạn, Phước đưa cho con gái Phước qua bên đây đi thăm mộ của bên ông Cốc mà bên bên mẹ Phước á. Đây bên này gào ra hết. Đây nè các bạn, con gái mình hỏi cái này làm chi, cái này người ta đi cầu cá dồ con. Người ta đi toilet á, cái đó gọi là toilet á, ở ngoài trời á. Đi toilet ở đây, ngoài trời, trong nhà luôn, ở ngoài luôn. Đó, đây có vườn cây cũng đẹp mà các bạn. Rồi mình vô đây nè, Bảo Vy ơi. Hả? Đi vô trong đây nè, đi theo ba nè. Đi vô trong đây theo ba nè. Bước ngang rồi. Rồi đi vô đây. Ở đây có cái ngôi mộ của đứa cháu. Nó té với mương nó chết á. Đó, hồi mộ của đứa cháu. Đây là hai cái ngôi mộ, mình đứng ở ngoài thôi, tại vì bao lưới hết á các bạn, gà rồi nó vô á, cho nên mấy đứa em mình bao lưới. Đây nè, ông Cốc ở đây nè, ông Cốc là ba của bà nội con ha, ông Cốc, bà Cốc. Đó, đây nè, mộ của bà Cốc nè. Rồi đây là mộ của ông Cốc. Rồi bên kia là ngôi mộ của ba của anh Thương hồi nãy mình gặp đó. Đó, là ngôi mộ của anh Mến là bên đây nè. Bên đó đó, ngôi mộ bìa đó là ba của anh Thương ở bển đó. Rồi cái này là bác của anh Thương, giống như là ba anh em chết lúc còn nhỏ đó, 25 tuổi, giống như đi lính đó, bắn súng á, đi lính kêu bằng quơ chiến tranh đó con, nhớ không, biết không. Rồi mất ở đây đó. Rồi các bạn ơi, hôm nay đưa cho con gái mình tham quan, bên đó là cái mộ của dì hai là chị của bà nội con thứ hai, bà nội thứ ba. Đó, ngôi mộ bên đó thì gào lưới hết rồi. Ở đây mình đi qua không được, sình quá, nước không à. Ở đây có cái mương, đây qua không được. Rồi ở đây nhìn vậy thôi ha, tạm thời vậy đi ha. Rồi ok, trời vừa cháy sai quá các bạn ơi. Đã không? Rồi đây lá dứa nữa nè, lá dứa này chị hai mình mới gặp bà khoái lắm á. Bụi lá dứa, rồi thôi vậy đó ha các bạn. Tham quan hôm nay là bao nhiêu đó, chắc con gái mình đi cho nó biết đây biết đó, cái dòng họ của mình sao vậy đó. Nó có ba người chết giống lúc vậy. Bữa nay ghé đây thăm ông cậu và mợ, mà ông cậu không có nhà các bạn ơi. Các bạn ơi, hôm nay Phước chưng yến cho con gái Phước ăn nè các bạn. Đó, rồi cho con ăn yến ha. Để cho nó ngồi chút, nó ngồi chưa. Đã quá. Nè Bảo Vy ơi, con ra ăn yến nè con. Rồi đây nè các bạn ơi, bữa nay đưa cho con gái mình ghé thăm cô Tư nữa nè. Rồi. Ghé thăm nhà cô Tư, nhà cô Tư bán đồ chơi em bé nè. Rồi tùm lum hết trơn luôn. Đó, có em bé kìa, em bé, từ lại tôi quay em bé coi.
Đây, cái nhà cao tư nó nè. Hello em bé. Hello, hello. Cưng quá à. Này ông cậu ấy coi. Cưng quá. Hello, hello. Hello cái coi. Em bé dễ thương quá. Cười kìa. Nhà cô tư bán tên tập quá nè, bán đầy đủ đồ hết trơn các bạn ơi. Quay đồ chơi nè nè. Quảng cáo nhà cô tư nó luôn. Gấu đồ có hết, xếp hàng trang nha các bạn. Có đi Vĩnh Thuận ghé xếp hàng trang này ủng hộ cô tư đó nha. Đó xếp hàng trang cái chữ ở ngoài đó. Rồi ok, đậu xe trước cửa luôn thấy không? Đó. Rồi giờ cũng tối rồi các bạn ơi, rồi ở chơi một tí rồi đi về trong kênh 14. Giờ là 7:25 rồi. Trái dừa đỏ này để gì mình ăn thử coi nó được chưa, được mình lại mình bẻ luôn cái buồn nó luôn các bạn ơi. Bây giờ như đây ăn đủ rồi, buồn này mình trái dừa ăn rồi. Trời kiến quá, rồi đi về thôi. Ok, let's go. Dừa như đây uống chắc mệt xỉu luôn à. Đây sẽ con uống không hết đâu, rồi chừng xe đó con đi vô đi chắc qua bên. Trái dừa đỏ này để gì mình ăn thử coi nó được chưa, được mình lại mình bẻ luôn cái buồn nó luôn các bạn ơi. Bây giờ như đây ăn đủ rồi, buồn này mình trái dừa ăn rồi. Trời kiến quá, rồi đi về thôi. Ok, let's go. Dừa như đây uống chắc mệt xỉu luôn à. Đây sẽ con uống không hết đâu. Ok, cô Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì Phước xin kết thúc video tại đây. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe nha. Ok, nhớ các bạn ủng hộ Phước, xem phim Phước nhiều nhiều. Và nếu mà bạn nào chưa đăng ký thì nhớ bấm vào ngón tay like và chia sẻ nó nha các bạn. Và bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bật chuông thông báo nha các bạn để cập nhật video tiếp theo của Phước. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Ok, bye bye.